Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2019. Dow Jones 26.026.32, week Today trừ 0.02% và year Today cộng 11.57%. Nasdaq 7595.35 with today cộng 0.90% và year today cộng 14.47%. S&P 500 2803.69 with today cộng 0.39% và year today cộng 11.84%. Giá vàng là 1.294 đô la 50 cent một ounce căn cứ thứ 6 mùng 1 tháng 3 2019. Giá dầu thô 55 đô la 75 cent một euro cũng căn cứ vào thứ sáu mùng 1 tháng 3 năm 2019 và giá xăng là 2 đô la 423 một gallon căn cứ từ dự kiện từ công ty AAA thứ sáu mùng 1 tháng 3 2019. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8788 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ sáu mùng 1 tháng 3 2019 tương đương với 0.7569 của đồng Anh Kim Anh Quốc tương đương với 6.71 của đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 111.91 của đồng Yen của Nhật Bản, tương đương với 65.89 của đồng rubo của Nga, tương đương với 1.33 của đồng đô la của Canada và tương đương với 1.41 của đồng đô la của Úc tại lợi. Lãi suất một mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 28 tháng 2 2019 30 năm cố định là 4.35% không thay đổi. 15 năm cố định là 3.77%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 23 tháng 2, 2019, có 225.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 8.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 208 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 16 tháng 2, năm 2019, Mỹ có 1.805.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 79.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng Giêng 2019 đã cung cấp 304.000 việc làm mới. Đó là tháng thứ 100 có số việc làm liên tiếp gia tăng. Tỷ số thất nghiệp của tháng Giêng lên mức 4% là dấu hiệu tốt, chứng tỏ có thêm nhiều người gia nhập trở lại vào lực lượng lao động Mỹ để đi tìm việc làm. Lương trung bình của dân Mỹ tăng 3.2%. Bình luận về kinh tế Mỹ, tuần qua thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có Dow Jones đi xuống không đáng kể, trong khi Nasdaq và SP500 đi lên đáng kể, phản ảnh sự lạc quan của giới đầu tư tin rằng cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc sắp tới hồi kết thúc với nhiều hy vọng. Tuy nhiên, giới đầu tư thấy bối rối về thị trường Á Châu và cuộc họp thượng đỉnh tại Hà Nội giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un chưa được kết quả như nhiều người kỳ vọng. Chỉ số Dow Jones đi xuống không đáng kể, trừ 0.02%, nhưng Nasdaq tăng cộng 0.90% và chỉ số S&P 500 tăng cộng 0.39%. Riêng ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 3, chỉ số Dow Jones đã tăng cộng 110 điểm, tức cộng 0.43%. Nasdaq tăng cộng 0.83% và S&P 500 tăng cộng 0.69%. Cùng ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 3, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 1.02%. Hong Kong Hang Seng tăng cộng 0.63%, London FTSE 100 tăng cộng 0.45%, Shanghai Composite tăng cộng 1.80%, và chỉ số Dax của Đức tăng cộng 0.75%. Quỹ dự trữ liên bang đang áp dụng chính sách kiên nhẫn nhằm ổn định lãi suất chính, hầu tạo môi trường thuận lợi cho thị trường chứng khoán cho giới đầu tư và điều kiện thích ứng với sự phát triển của kinh tế Mỹ. Các chuyên gia tài chính dự đoán rằng nếu có thay đổi lãi suất chính, có lẽ quỹ dự trữ liên bang sẽ cắt giảm thay vì gia tăng. Một số chuyên gia kinh tế tài chính tiên đoán thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đi lên mạnh hơn trong năm 2019. Trong tam cá nguyệt thứ tư của 2018, chỉ số GDP Gross Domestic Product tổng sản lượng nội địa là 2.6% và GDP của toàn năm 2018 là 2.9%, mặc dù chính phủ đã đóng cửa 4 tuần lễ. Đồng đô la tuần qua xuống giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu và với đồng Anh Kim của Anh Quốc, nhưng lại lên giá so với đồng Doan Nhân Dân Tệ Trung Quốc, với đồng Yen của Nhật Bản, với đồng Robo của Nga, với đồng Đô La của Canada, và với đồng Đô La của Úc Đại Lợi. Giá dầu thô đã rất thấp trong 4 tháng nay và đang ở mức 55 đô la 75 cent một euro, giá xăng ở mức 2 đô la 423 một galong, giá vàng ở mức 1.294 đô la 50 cent một ounce, hôm thứ Sáu mùa 1 tháng 3. Lãi suất mortgage ở mức 4.35% cho 30 năm cố định và 3.77% cho 15 năm cố định. Kinh tế thế giới Thứ Sáu mùa 1 tháng 3, chính phủ Canada đang cho tiến hành thủ tục dẫn độ bà Maine Wansu, giám đốc tài chính, CFO, Chief Financial Officer của công ty Trung Quốc Huawei. Qua Mỹ, vì bị cáo buộc giúp thu thập tin tức và dữ kiện kỹ thuật của Mỹ cho Trung Quốc và Iran. Sự chậm chạp kinh tế Trung Quốc hiện nay đã làm giảm nhu cầu mua xe hơi tại thị trường Trung Quốc. Sự kiện này đã ảnh hưởng đến gần 1.400 nhân công tại nhà máy chế tạo xe Jeep Cherokee tại Beverly, Illinois bị sa thải. Thị trường chứng khoán Trung Quốc mất giá trong thời gian vừa qua đã gây ảnh hưởng tới giới nhà giàu Tổng số tỷ phú tại Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông đã bị giảm mất 161 người. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Thông báo, kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống. Khi đến các trung tâm khai thuế, xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai chung. Giấy tờ tùy thân có hình, thẻ an sinh xã hội hoặc số ITIN. Tất cả giấy tờ về lợi tức thu nhập tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng mang theo chi phiếu không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng. Các giấy tờ biên lai có chi phí cho các người phụ thuộc, tiền học phí, tiền lãi trả nợ mua nhà, bằng chứng về bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm thẻ Medicare hoặc Medicaid. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt. Fairfax Skill Short Center sáu 7611 Little River Turnpike, phòng 330 Annadel, Virginia, 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019. Vào các ngày thứ Tư và thứ Năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ 703-533-5471. Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ hoa anh đào đêm không quân do hội ái hữu không quân miền đông bắc hoa kỳ tổ chức từ lúc 7 giờ chiều đến 12 giờ đêm tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Allenton Boulevard, Fortress, Virginia 22042, với sự góp mặt của ca sĩ Ngọc Anh Vi và Thiền Vị. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Minh Toàn 240-381-3627, Trần Kim Long 410-707-6203. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SPTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042 với sự góp mặt của danh ca Y Phương, Ngọc Vi, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thành Trang.